Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh Vũ Đạo Thiện Minh. Hôm nay mình sẽ làm review một cái tiệc nhân viên tại nhà hàng Bia Vàng. Tiệc tất niên mình làm không được do mùa Covid, hôm nay mình phải làm tiệc tân niên. Rồi, các bạn theo mình vô tiệc nào. Yes, DJ. Chúng ta cùng nhau
Phường. Xin được trân trọng kính mời bộ phận tiếp nhận anh Lưu Đức Tiền, Nguyễn Tấn Ngọc. Xin được trân trọng kính mời bộ phận tiếp hoa Đặng Văn Tèo và Trịnh Thanh Tú. Và chúng ta sẽ cùng lưu lại những bức ảnh lưu niệm cùng với các cháu và các bạn cá nhân ấn tượng nhất. Câu hỏi này hay lắm quá.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ bấm nút hình quả chuông.